Chào các em, hôm nay cô rất vui được tổng hợp những tấm thiệp đẹp và độc đáo cùng những lời chúc hay của những bạn học sinh trường tiểu học Xuân Nộn gửi tới các thầy cô giáo nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Và bây giờ, cô trò chúng ta sẽ cùng khám phá các tấm thiệp đẹp này nhé. Giới thiệu với các em, đây là những tấm thiệp đẹp của các bạn học sinh khối 4 đấy. Tấm thiệp này có hình một ngôi trường hạnh phúc và một trái tim rất to ghi tên Trường Tiểu học Xuân Nộn. Tấm thiệp có màu hồng rất đẹp, bên ngoài có ghi chữ Em yêu Tiểu học Xuân Nộn và chữ Chúc mừng 20 tháng 11. Ở bên trong có hình trái tim ghi chữ Trường học hạnh phúc và lời chúc con chúc thầy cô luôn mạnh khỏe. Để dạy chúng con thật nhiều điều hay, còn Phạm Phương Linh lớp 4A1. Tiếp theo là một tấm thiệp rất độc đáo, có hình cô giáo và được làm từ các loại hạt như hạt đỗ đen và hạt đỗ xanh cùng với dây giấy xoắn. Ở bên ngoài có ghi lời chúc mừng 20 tháng 11 và bên trong có ghi ơn cô thầy con mãi không quên. Nhân ngày 20 tháng 11, con muốn gửi tới cô tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất. Yêu mãi cô. Con Nguyễn Thùy Linh, lớp 4A1. Tấm thiệp độc đáo tiếp theo có hình giỏ quà yêu thương. Bên trong ghi lời chúc con xin chúc cô luôn ngọt ngào như nho tím, luôn thơm mát như dứa vàng, luôn may mắn như táo đỏ, luôn tươi trẻ như dưa xanh. Con Vũ Hoàng Phương Vi, lớp 4A1. Con cảm ơn cô đã dạy dỗ con trong thời gian qua. Con hứa sẽ cố gắng học tập tốt để không phụ lòng cô. Con yêu cô. Còn tấm thiệp này được làm từ một chất liệu rất độc đáo, đó là hạt đỗ đen và hạt bí đấy. Từ các loại hạt, bạn Quỳnh Anh lớp 4A1 đã tạo ra một vườn hoa rất đẹp. Và bên trong, bạn có ghi lời chúc. Con chúc cô mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Con yêu cô. Còn tấm thiệp có hình cô giáo và học sinh vừa độc đáo vừa ngộ nghĩnh này của bạn Nguyễn Thị Phương Vi, lớp 4A1. Bên trong tấm thiệp có ghi lời chúc nhân ngày 20 tháng 11, con chúc cô hạnh phúc, vui vẻ, mạnh khỏe, thành công. Con mong rằng chúng ta sớm được quay trở lại trường để gặp nhau. Ký tên Vi, Nguyễn Thị Phương Vi. Còn đây là một tấm thiệp có hình một chiếc bút chì màu hồng xinh xắn của bạn Nguyễn Thị Yến Nhi, lớp 4A1. Bên trong có ghi lời chúc. Con muốn gửi ngàn lời chúc tốt đẹp nhất tới thầy cô. Cảm ơn thầy cô đã luôn dìu dắt chúng con trên con đường chiếm lĩnh tri thức. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thầy cô là những người thầy cô tuyệt vời nhất. Chúng ta cùng nhìn ngắm lại tấm thiệp 3D vừa xinh xắn lại vừa kỳ công này một lần nữa nhé. Và đây là một tấm thiệp vô cùng đặc biệt, một chiếc hộp nhỏ xinh có gửi gắm tình yêu đối với cô giáo của một bạn học sinh. Bên trong tấm thiệp có ghi 4 chữ rất to là con yêu cô Nhung và chữ chúc mừng ngày nhà giáo cùng với 2 trái tim màu đỏ rất đáng yêu. Bên cạnh đó, tấm thiệp còn được trang trí bởi những hình hoa và hình hộp quà rất đẹp. Bên ngoài tấm thiệp có ghi rất nhiều lời chúc. Con chúc cô luôn xinh đẹp và hạnh phúc. Con chúc thầy cô luôn thành công trong sự nghiệp chồng người. Và bây giờ, cô mời các em vừa xem những tấm thiệp đẹp, vừa nghe những lời chúc hay của các bạn học sinh gửi tới các thầy cô nhé. Tri ân ngày 20 tháng 11, tận đáy lòng, em chân thành gửi lời tri ân và lời chúc sức khỏe tới tất cả thầy cô giáo trên đất nước Việt Nam. Kính nguyện thầy cô luôn mạnh khỏe, vui tươi, an bình. Mong thầy cô luôn vững bước trong sự nghiệp chồng người, là người đưa đò vững lái cho chúng em qua sông. Tấm thiệp của bạn học sinh Phạm Quốc Bảo, lớp 4A2 có ghi nhân ngày nhà giáo Việt Nam, con chúc các thầy cô giáo thật nhiều sức khỏe,
tươi trẻ, thành công trong cuộc sống. Con xin hứa sẽ học thật chăm chỉ để xứng đáng công lao mà thầy cô giáo đã dạy cho con. Còn tấm thiệp của bạn Hải Long, lớp 4A3 có ghi: tri ân thầy cô. Nếu hỏi thành công bắt nguồn từ đâu, em sẽ trả lời rằng là cô, người cho em kiến thức và hành trang bước vào đời. Bạn Bảo Trâm, lớp 4A5 có ghi: nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, còn chúc thầy cô giáo luôn vui vẻ, hạnh phúc. Còn chúc thầy cô luôn đủ tâm trí lực để cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp cao cả, sự nghiệp chồng người. Tấm thiệp của bạn Trần Hải Yến, lớp 4A7 có ghi: nhân ngày 20 tháng 11, em chúc cô luôn vui vẻ và thành công trong sự nghiệp chồng người. Cô là người lái đò mà em luôn tin tưởng và trân trọng. Yêu cô. Bạn Hải Đăng, lớp 4A3 có ghi lời chúc: còn chúc cô Lý luôn xinh đẹp, vui vẻ và hạnh phúc để giúp trường của con ngày càng đẹp hơn. Trong tấm thiệp của bạn Bảo Yến, lớp 4A4 có viết: nhân ngày 20 tháng 11, con xin được chúc cô những gì tốt đẹp nhất. Chúc cô luôn trẻ trung, xinh đẹp để mãi là người thầy, người chỉ đường gần gũi và yêu thương đối với chúng con. Cảm ơn cô, người đã dìu dắt con trên con đường này. Cô là người mẹ thứ hai của con, giúp con vượt qua bao khó khăn trên con đường học hành. Con yêu cô nhiều lắm. Tấm thiệp của bạn Mai Anh có ghi: người con yêu, con viết lên đây vần thơ gửi tặng cô, người con yêu quý. Người mà khi sóng to gió cả, con chỉ muốn dựa vào vai. Cô ơi, cô của con, người cô tuyệt vời nhất trên đời. Bạn Nguyễn Trà My, lớp 4A4 có viết: nhân dịp 20 tháng 11, em chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để tiếp tục mang đến nhiều bài học hay và kiến thức bổ ích cho chúng em. Thân mến. Bạn Nguyễn Khánh Minh, lớp 4A7 có viết: mừng thầy cô giáo 20 tháng 11, chúc thầy cô luôn ngập tràn hạnh phúc với nụ cười không bao giờ tắt trên môi. Đó là những lời chúc thật hay và vô cùng cảm động phải không các em? Và bây giờ, cô mời các em cùng nhìn ngắm lại một lần nữa những tấm thiệp xinh xắn cùng những lời chúc chứa chan tình cảm yêu thương và trân trọng đối với các thầy cô giáo nhé.